Chương một. Thánh nhân tử đệ lại là cái thá gì? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tin không phía dưới, thứ 77 hào tinh vực, cửu long tinh cầu, cửu long chủ thành. Nơi này là vô tận tinh không chỗ tiếp theo thánh địa, đỉnh phong tông môn cửu long tông chính là ở đây. Vô tận tinh không bên trong vạn giới sang sát, tu luyện chi đạo phong phú, có thần nói, võ đạo, kiếm đạo, tiên đạo 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 đều có lộ trình, phàm là tu luyện giả, đều bị chia làm cửu đại cảnh ngưng thể cảnh minh thần cảnh tam thanh cảnh hỗn độn cảnh niết bàn cảnh vô thượng cảnh cổ tiên cảnh thánh nhân cảnh chí tôn cảnh chí tôn phía trên vì đại đế có thể chiếu rọi chư thiên thụ tinh không phía dưới vạn giới ức ức vạn sinh linh hương hỏa cửu long tông vì đỉnh phong đại phái hàng năm đến lúc này đều có không ít người mộ danh mà đến tinh không phía dưới các đại hào tộc cũng đều hy vọng chính mình tử tôn có thể vào cửu long tông học tập kỹ nghệ. Trời xanh không mây, bạc tước phi vũ. Cửu long chủ thành trên đường phố hối hả, mọi người chen vai thích cánh, bội kiếm mà đi, long hành hổ bộ, tiên y nộ mã, tốt một cái phong thái. Đây đều là mộ danh mà đến các giới tu luyện giả, hy vọng có thể bái nhập cửu long tông môn hạ tu hành. Ở chỗ này, không ai dám ngự không phi hành, dù là có người mang đến thần thú tọa kỵ cũng không dám khoa trương bởi vì cửu long thành quy cũ cũng là thánh nhân phía dưới cấm đoán phi hành trong đám người này không chỉ có tiền tam cảnh giới tu luyện giả bên ngoài càng có hậu tam cảnh giới cổ tiên cảnh các đại năng thành kính mà đi cửu long tông không chỉ có là tu luyện thánh địa nơi này càng có ba vạn thần phật thánh nhân hiển hóa ở chỗ này kim thân bị cửu long tông thành lập từ đường thần điện ba vạn thánh nhân kim thân cung cấp những người tu luyện hương hỏa hầu hạ, khi thì hiển linh, chỉ điểm hậu bối con đường tu luyện sở dĩ, tại một đám tiền tam cảnh giới những người tu luyện bên trong, mới có cổ tiên cảnh giới thánh nhân đi bộ, lấy đó đối cửu long tông bên trong ba vạn thánh nhân kim thân kính ngưỡng. Đồng thời, bọn họ tới nơi này cũng là vì có thể được đến tiến vào thánh nhân từ đường thời cơ, thụ thánh nhân hiển linh điểm hóa, nhất định hưởng thụ vô cùng. Nhưng là, cửa thanh chỗ, lại xuất hiện bạo động, có một đám người vào thành. Trong nhóm người này phần lớn là nữ tử, dáng người thước tha, lụa mỏng che mặt, bừng tỉnh như tiên tử buông xuống, xuất trần khí tức làm cho tâm thần người chập chờn. Thật quá đẹp. Đây là nơi nào đến tiên tử nhóm, đi ngang qua những người tu luyện nhau nhau ngừng chân, si ngốc nhìn lấy những nữ nhân này, các nàng quá đẹp. Nhưng cũng tiếc, những này phản phất tiên tử thần nữ các nữ nhân, lại đều vây quanh ở một vị người mặc một bộ áo trắng cầm trong tay ngọc cốt phiến thỉnh thoảng nhẹ nhàng ho khan nam nhân trẻ tuổi bên người nam nhân này lại là cái phàm nhân hắn thân thể không tu luyện khí tức năng lượng ba động cước bộ phù phiếm càng cũng là một cái phế vật a à, nhưng vì sao bọn này tiên tử lại cam tâm tình nguyện đi theo ở hai bên người hắn đâu không ít người mặc lộ vẻ rung động hai mặt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ghen ghét rất muốn đem nam nhân này cho giết chết, nhượng bên cạnh hắn tiên tử nhóm biết, dạng này phế vật là không xứng tại các nàng bên người. Rất nhanh, có người muốn giúp bọn hắn hoàn thành ý nghĩ này. Giá! Giá! Hậu phương đường đi đột nhiên đám người bối rối tránh ra, vài đầu khí tức dữ dằn, chân trần đốt diễm mạnh hổ tại kéo lấy một cổ lộng lẫy tôn vinh xe ngựa chạy như bay tới. Xe ngựa gào thét mà qua, Mạnh hổ băng lãnh cực đại ánh mắt nhượng những người tu luyện không khỏi run như cầy sấy. Trời ạ, à, vậy mà dùng Niết Bàn cảnh hoang cổ mãnh hổ kéo xe. Mà lại duy nhất một lần cũng là chính đầu. Xe ngựa này bên trong là bực nào đại nhân vật, vậy mà dùng á thần thú kéo xe. Phải biết cái này Cửu Thiên hoang cổ mãnh hổ đều là ấu hổ a, tầm thường một đầu đều là những người tu luyện tâm đầu nhục a. Ấu hổ lớn lên cũng là vô thượng cảnh đại năng giả kém một bước liền có thể đăng lâm sau tam cảnh. Mau nhìn phu xe kia. Đúng là vô thượng cảnh cao thủ. Mọi người kinh hô không ngừng, xe ngựa này hoa văn huyền ảo lượng lờ, mười phần thần dị, trong xe ngựa người khẳng định thân phận tôn quý phi phàm. Là thánh nhân gia tộc. Trong xe toa hoa văn. Ta nhìn hơn phân nửa là thánh nhân tử đệ đến đây cầu học, chỉ có bọn họ mới dám tại Cửu Long thành làm như thế. Quá phách lối lại dám tại cửu long thành bên trong túng xe chạy như bay, trong xe người, nhất định đến từ thánh nhân gia tộc. Có thể sử dụng hoang cổ mảnh hổ kéo xe, có thể sử dụng vô thường cảnh đại cao thủ ngồi xe phu, trừ thánh nhân gia tộc bên ngoài, ai có thể còn có bạo tay như thế. Tránh ra. Mau tránh ra. Không muốn chết, đều cút đi. Cái kia trung niên xa phu thể nội khí huyết ngập trời, khẽ quát một tiếng, nhượng mọi người không khỏi tai điếc phát minh tim đập loạn như muốn muốn nổ tung, chỉ có thể hốt hoảng nhường đường. Ai cũng không muốn đắc tội thánh nhân gia tộc. Theo mọi người nhường đường, chạy như bay lộng lẫy xe ngựa rất nhanh liền vọt tới này một đám tiên tử cùng thiếu niên áo trắng trước mặt. Mau cút đi. Sa phu chợt quát một tiếng, dùng tới vô thượng vĩ lực, tiên tử bên người những người tu luyện nhau nhau sắc mặt trắng bệt, miệng phun máu tươi. Xong. Đám người này chết chắc, khoảng cách gần như vậy, Khẳng định không đủ tránh né Bị chính đầu niết bàn cảnh hoang cổ mảnh hổ đụng vào Nhất định 4 năm chết hết A à, Cho dù là vô thượng cảnh đại năng Cũng không dám khinh lau chính đầu hoang cổ mảnh hổ phong mang A à. Đáng tiếc Thật sự là đáng tiếc A à, Thiếu niên áo trắng kia chết ngược lại cũng không sao Chỉ tiếc mấy cái này tiên tử đồng dạng người đẹp Cũng phải chôn cùng Từng tiếng thở dài vang lên Không ít tu luyện giả đều vì những này tiên tử đáng tiếc về phần thiếu niên áo trắng kia thì bị bọn họ coi nhẹ. Thiếu niên áo trắng đẹp trai ngược lại là thật đẹp trai, chỉ tiếc là cái phạm nhân, hoang cổ mạnh hổ khí thế chấn động phía dưới, liền núi non sông suối cũng có thể sụp đổ, chỉ là phạm nhân thân thể sao có thể ngăn cản. Khụ khụ. Thiếu niên áo trắng giống như chưa tỉnh, một mực hướng về phía trước đi chậm rãi, hắn còn tại có chút hăng hái dò xét bốn phía tràn cảnh. Hắn phản phất nhìn không thấy sau lưng nguy hiểm không sợ chết vậy ngươi liền đi chết đi. Sa phu hừ lạnh một thân, trong tay trường tiên lắc một cái, mang theo kinh thiên nổ vang, gào thét đánh tới hướng thiếu niên áo trắng sau lưng. Thiếu chủ cẩn thận. Dám đã thương thiếu chủ nhà ta, ngươi thật làm càng. Mấy tên tiên tử đồng dạng mỹ nhân nhi đột nhiên giận dữ, khẽ kêu lên tiếng. Oanh! 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 Mấy tên tiên tử quanh thân khí thế bốc lên, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên dâng lên những người chung quanh đều không thở nổi thiên trời ạ à, là cổ tiên cảnh chính cái cổ tiên cảnh tất cả mọi người cực kỳ chấn động trận mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy trắng bệch hải nhiên nhìn lấy mấy tên tiên tử cái này chính cái giống như người trong bức họa một dạng mỹ nhân nhi vậy mà đều là cổ tiên cảnh đại năng giả các nàng thực lực thuần một sắc so cường đại xa phu cao một cái đại cảnh giới trong đó một tên tiên tử chân ngọc điểm nhẹ bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ hàng quang lóe lên kiếm ý tăng vọt bạch 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 mấy đạo sắc bén nguyệt nha vô thường kiếm ý thấu thể mà ra xé rách không khí trực tiếp gào thét lên bổ ra xa phu trong tay trường tiên ngươi ngươi là cửu thiên xa phu kinh hải, dọa đến hồn phách xuất hiếu hắn còn chưa nói xong câu đó cả người bị cường đại kiếm ý bổ ra tại chỗ phân thây banh. Kiếm ý thẳng tiến không lùi, bổ ra xa phu, trực tiếp làm chính đạo kiếm quan, đem chính đầu hoang cổ mạnh hổ đánh chết. Oanh. Cự xe ngựa to phân vỡ thành hai mảnh, tứ phân ngũ liệt, bị cưỡng ép ngăn cản dừng lại, không thể tới gần thiếu niên áo trắng bên người mảy mây. Trên bầu trời. Thánh nhân tử đệ, lại là cái thái gì này cầm kiếm tiên tử ngạo mà đứng, thanh lãnh cao ngạo, nhượng vô số tâm thần người chập chờn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Toàn trường rung động, tất cả mọi người nghẹn ngào đối mặt. Nữ tử này, tốt thực lực cường đại. Một kiếm diệt vô thượng cảnh đại cao thủ, chỉ vì bảo vệ thiếu niên áo trắng. Lại nhìn thiếu niên áo trắng kia, giống như chưa tỉnh, đồng đưa quạt giấy, tự như tản bộ du ngoạn công tử bột, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra tán thưởng. Cửu Long thành quả nhiên không hổ là thánh địa, người thật không ít a, à, đẹp mắt thật náo nhiệt. Tiêu Sái, Anh Tuấn, Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc. Mọi người nhìn không được ngẹn ngào rung động. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Người này đến tột cùng là người phương nào? Có chính cái cổ tiên cảnh đại năng, chính cái tiên tự thiếp thân bảo hộ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.